Rồi, ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Khải một lần nữa em ơi. Và sau một lời hứa của anh em thì sau một lời hứa của Khải với anh em thì ngày hôm nay Khải sẽ soi đồ tất cả tăng trưởng môn của băng Phật ngày hôm nay cho anh em xem nha anh em ơi. Hôm nay rất hội tụ ở băng Phật rất rất nhiều cao thủ cũng như là tăng trưởng môn. Anh em cùng xem xét đồ của Angelina Jolie anh em ơi. Đây là một trong những đường môn có thể nói là No 1 server. Tính đến thời điểm tại bây giờ thì cũng khá là nhiều tháng lên tăng trưởng môn. Và ngày hôm nay chúng ta cùng xem là xếp đồ của anh Tùng như thế nào nha. Chúng ta đang sử dụng mình một set ăn ban cực phẩm 20-15. Đó, giờ chiên một ngọc bội 5-30 mắt đọc hoàn toàn, kèm với một hòn Mỹ ăn ban cực phẩm 30, kèm với hòn Mỹ ăn ban cực phẩm kháng họ 30. Tiếp tục là nói chung là một set hòn Mỹ ăn ban cực phẩm mắt đọc anh em à. Quá đẹp. Set đồ này anh mua phải trị giá hơn 50 triệu anh em. Ngọc bội gia truyền, nội cái ngọc bội gia truyền không đã mua gần 40 anh em. Hai cái món này cũng mua gần 40 triệu anh em. Ở đâu server anh em ạ? Ở những giai đoạn tháng đầu tiên á, anh em biết cái giá trị đồ tháng đầu tiên này nó mắc cỡ nào rồi. Cho đến bây giờ thì thực sự mà đỡ sở hữu một set đồ như này hiếm lắm anh em, không có ai luôn anh em. Có thể nói set đồ này là set đồ No 1 server. Đó. Đó. Rồi. Tiếp tục đó là một bao tay kim quang phần thủ lý 25 540. Bao tay này thì anh sẽ đấu giá với hướng đó là top 2 văn hội hoặc là top 2 cá nhân. Cái bao tay này trị giá khoảng 10 triệu năm, hạn sử dụng là 4 tháng năm. Đó. Tiếp tục là một cái nón phòng thủ lý 25 520 thân pháp 20. Cái nón này thì ở điểm liên đấu năm, mà nón này ở điểm liên đấu là anh mua hết giá là khoảng 10 triệu và vĩnh viễn nha năm, 10 triệu vĩnh viễn nha mọi người. Rồi còn ở cái áo này thì anh ở cái top 3 cá nhân hay là top 3 văn hội anh đã mua. Thì cái áo này thì anh đấu giá, nói chung đấu giá mua thì anh chỉ sở hữu hết cái áo này trị giá khoảng tầm hơn 8 triệu cho đến 10 triệu nữa mà. Cái áo này cũng thời hạn là 6 tháng nha nè. Áo này thời hạn 6 tháng. Rồi cái nỏ này cũng là một con nỏ mắt đọc hoàn toàn 30, 50, 25, 100, 200. Nói chung cái nỏ này nhìn nỏ xanh nên mắt đọc hoàn toàn. Và cái nỏ này thì anh đấu giá ở cái top đó là top 3 văn hội hoặc là anh đua top thì cái nỏ này cũng đem giá từ 8 đến 10 triệu nè. Hàng sử dụng là 3 tháng nha nè. Nỏ này thì nó ít hạn sử dụng hơn đồ này mà. Đồ thì có thể là 5 tháng, 6 tháng. Nhưng mà cái vũ khí chỉ có 3 tháng thôi nha. Rồi, một cái đôi giày này thì ở đâu server anh mua với cái giá là 3,5 triệu. Nói chung là khá rẻ này mà. Tầm này mà đỡ bỏ ra 5 triệu cũng không mua nổi nè. Đó. Rồi, một đai lưng 20 và 12. Đai lưng này anh mua hồi cái đó là anh mua 3 triệu mấy này mà. Nói chung tổng số đồ của anh Tùng thì tính sơ sai qua là khá là nhiều nè. Kèm con ngựa Minh Chủ chứng mã này mà. Một con ngựa loại ngựa mà chỉ có Minh Chủ Lâm mới có thể thuần phục và có thể cưới được nó. Quá chất lượng này mà. Một cái tốc độ 100, sinh lực 1000 và thể lực 500 và né tránh 200, cánh cảnh 5 và vòng sáng chứng mã khá đẹp. Đó. Sau khi lên tăng trưởng môn thì anh được một ấn tín kỹ năng 9x 1 cấp và kháng cảnh 5. Đó, ạc này thì quá đẹp anh em ơi, kèm với dòng sáng nghiền sói. Kèm với vi phong này thì ạc này ở ngoài cánh lách đạt 201 anh em. Đó, không cần phải mang áo nhu tình nha mọi người thì đạt 201. Rồi. Đó, quá đẹp. Đó, một set đồ. Tính sơ qua thì tổng sơ qua thì set đồng bang này tương đương khoảng 50 triệu đây, hai nhẫn không tính này, khoảng 50 triệu này. Đó. Rồi bao tay này 10 triệu này, 60 này, nó này 10 triệu 70 này. Áo này cho 10 triệu đi, 80 này, nó này 10 triệu 90 này. Hồi con ngựa này hồi anh mua là hơn 30 nữa. Đó, sơ sơ là hơn 120 mấy rồi đó. Nói chung là tổng set đồ này như Khải video ở soi lần trước thì tương đương gần 140 triệu nữa. Và ạc này đang học 4 server nha mọi người, đang học 4 server nha nè. Đó. Thực sự là một ạc đường môn có thể nói là No 1 server nè mọi người. No 1 server. Đó, quá đẹp luôn. Và đang có cho mình đó là võ lâm đường đấu. Quá chất. Thực sự là quá đẹp. Rồi anh em đang xem video đừng quên đỡ lại cho anh Tùng một like, chia sẻ ủng hộ video này nha anh em ơi. Không gì hơn thì Khải kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha. Tiếp tục Khải sẽ gọi anh em lên và sau đó tiếp tục anh em xem nha.